Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Clip hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc âm ly siêu tầm đứng top đầu của hãng, đó là chiếc âm ly Sansui G9000 Gold Limited. Đây là một trong những chiếc âm ly xứng đáng để siêu tầm với cái mức độ rất đẹp luôn. Đó, chiếc âm ly này là một trong những chiếc âm ly được tuyển chọn rất kỹ lưỡng và rất là đẹp, gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo. Đó. Chiếc âm ly G9000 này là một trong những cái model được đông đảo các audiophile siêu tầm. Đó, chiếc âm ly này không những được siêu tầm rất là nhiều và về cái hình thức thì bày biện vô cùng là đẹp rồi. Đó, âm ly Sansui thì có rất nhiều các model và hôm nay em giới thiệu đến các bác là một chiếc âm ly Le Server, đó là chiếc âm ly tích hợp cả cái phần radio. Đó. Chiếc âm ly này là một chiếc âm ly Gold Limited nhé các bác. Đó, và bây giờ em sẽ đưa máy quay lại gần và giới thiệu chi tiết hơn để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm nhé. Đây các bác nhìn không, em sẽ quay rất chậm để các bác cùng trải nghiệm. Đó, Gold Limited. Đó, rất đẹp. Đây. Âm ly Sansui G9000 Gold Limited. Đây là một trong những cái chiếc âm ly ghép với những dòng loa cổ rất là hay, đặc biệt là những dòng các bác bày với những dòng như 99A mà các bác bày với chiếc âm ly này, và các bác kết hợp với đó là một chiếc đầu, chiếc đầu cuối cũng 635D, 646 và 747, nếu mà Gold nữa thì càng đẹp. Đó, coi gì nào. Rất là đẹp này. Âm ly là rất là xuất sắc. Đây là cái hàng giá trị siêu tầm. Đó, rất là cao nên là em sẽ quay mọi góc cạnh để các bác cùng trải nghiệm nhá. Đây. Em sẽ quay rất là chậm để các bác cùng trải nghiệm. Chiếc âm ly này thì ngoài các chức năng cơ bản của một chiếc âm ly thông thường như bát chép ba năng ra, và phía trên còn có cái giải tần của đài lên tới 108 Hz. Đó. Và đây là cái núm chỉnh đài này, các bạn nhìn là kim này, nó sẽ di chuyển đây. Đó. Đó, và bên đây thì nó là volume rồi. Đó. Volume thì đây cái kim vẩy của tín hiệu từ đầu CD. Còn bên này nó là cái tín hiệu của đài. Đó. Rất là tuyệt vời, rất là óng ả. Và chiếc máy này thì là hàng tuyển chọn rất đẹp và có cái giá vô cùng hợp lý, gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo. Và đây là cái phía trên của máy này, từ những cái viền được mạ vàng tinh tế đây. Đó, được mạ vàng tinh tế và sở hữu một cái vỏ gỗ zin. Đó, vỏ gỗ zin, và một lát nữa thì em sẽ nhấc luôn cái vỏ ra để các bác cùng trải nghiệm cái mức độ đẹp của máy này nhá. Đây là cái núm chỉnh bát này. Dòng này đặc biệt, dòng này có nút chỉnh chỉnh tiếng mic nhé. Đó, các bác thích nghe nhiều mic hay ít mic thì các bác sẽ tăng giảm này đi. Đây là một điều vô cùng tuyệt vời. Đó, các bác tăng giảm ở đây. Ở đây volume các bác biết rồi. Đó, và đây là ban lăng. Đó. Em sẽ quay rất chậm để các bác cùng trải nghiệm luôn. Đó, rất tinh tế. Những chiếc âm ly đẹp như thế này thì nó không có nhiều. Và hôm nay giới thiệu đến các bác để các bác cùng trải nghiệm. Và bây giờ em sẽ mở cái nắp gỗ ra và sẽ quay cái phía trong máy để các bác cùng trải nghiệm nhé. Em đã tháo sẵn đây rồi. Đó, đây là cái vỏ gỗ zin. Đó, vỏ gỗ zin của máy nhá. Đấy, rất là mới. Vâng, đây mời các bác cùng xem cái bộ lòng mề của chiếc máy này thì vô cùng là mới. Đó. Quá mới luôn. Đó. Và sử dụng đây là cái nguồn nguồn xuyến, và hai bên là hai cái phần tụ lọc dynamic. Đó. Sắt xi 7 màu. Đó. Máy thì không có điểm trừ rồi.
rất là tuyệt vời. Những dòng này thì sử dụng được đa cầu điện nhé các bác. Các bác thích điện bao nhiêu thì sẽ chuyển được điện bấy nhiêu, từ 100 đến 220. Vâng, video clip đến đây em xin dừng và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu sưu tầm những chiếc âm ly đẹp thì liên hệ trực tiếp với em. Bên em sẽ có mức giá rất tốt gửi tới quý vị và các bạn cùng tham khảo nhé. Em xin chào và hẹn gặp lại.